Vâng, em xin gửi lời chào đến toàn thể quý anh chị khách hàng cùng quay trở lại với kênh mua bán và trao đổi xe đã qua sử dụng Việt Thực Chất với hotline tư vấn là 0947 59 8859. Ngày hôm nay thì showroom của em Việt tiếp tục mang tới cho các anh chị ta tham khảo với một mẫu xe 5 chỗ gầm cao cực kỳ chất lượng đến từ thương hiệu Hyundai của Hàn Quốc. Một chiếc xe mà mang tới cho chúng ta với thiết kế hiện đại trẻ trung, đặc biệt là trang bị nhiều công nghệ, nhiều tính năng. Và hơn hết thì chiếc xe này nó không phải là một cái phiên bản lắp ráp mà là một cái phiên bản được nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn. Những chiếc xe nhập thì anh chị nào đã từng đi thì các bác có thể thấy là nó cũng mang tới cho chúng ta với độ bền bỉ cao hơn này, lành tính hơn này, gầm bệ chắc chắn hơn. Vậy thì chi tiết của chiếc Hyundai Tucson phiên bản đặc biệt ATH động cơ máy xăng 2.0 nhập Hàn, sản xuất năm 2015. Con này của em là màu nâu và tất cả tình trạng xe là được bao zin nguyên bản cho các chị nhé, không đâm đụng, không va chạm, không thủy kích. Và ngày hôm nay thì với một cái số tiền nó chỉ còn ngang cả một chiếc Toyota Vios thôi, nhưng quý anh chị chúng ta cũng đã có thể sở hữu cho em chiếc xe gầm cao nhập khẩu chất lượng này. Đấy, con này của em thì mới lăn bánh chuẩn là 9.3 anh chị nhá. Tất cả tình trạng xe là bao zin hết. Vậy thì chi tiết chất lượng xe ra sao sau quãng thời gian sử dụng thì đây, ngay bây giờ em Việt mời các anh chị chúng ta cùng dành chút thời gian thôi theo dõi và đánh giá tổng thể chiếc Hyundai Tucson này và xem liệu nó xứng đáng để các anh chị chúng ta bỏ tiền ra sở hữu cho mình hay không quý anh chị nhá. Thì chúng ta có thể thấy là ở thế hệ này thì chiếc Tucson cũng có một cái form dáng thiết kế rất đẹp mắt, đúng không ạ? Và không bị lỗi thời theo thời gian. À, cái form này bây giờ thì vẫn là nhiều người thích. À, phần đuôi phía sau trước nhá, thì các chị ta có thể thấy là xe được trang bị với đuôi gió này, tích hợp đèn phanh trên cao, có gạt mưa cho kính phía sau. Cái phần đèn hậu phía sau của xe thì các bác có thể thấy này, nó được trang bị với những cái bóng đèn LED và tích hợp với đó là bóng đèn xi nhan, đèn halogen. Nhưng đây, một chiếc xe mà hàng tuyển, các bác có thể nhìn thứ nhất là xung quanh viền đèn hậu này nó không có một tí khe hở luôn. À, cái thứ hai là chóa đèn là không bị xước sát, không bị ố, không bị chấp hơi nước theo thời gian. Những cái đường mép này các bác nhìn về này cực kỳ liền lạc, nó phải thẳng tắp như này nhá. Kể cả các chi tiết nhựa ở phần vòng cua lốp và phần thân xe các bác có thể thấy này, nó còn đen láy như này. Được chưa ạ? À, điều này đã chứng tỏ cho xe là không bị đâm đụng, không bị va chạm. Phần đuôi phía sau thì các bác có thể thấy là xe còn được trang bị cho chúng ta là cảm biến cảnh báo va chạm phía sau này. Và chiếc xe này thì chủ nhân người ta là đi là người ta để toàn để ở trong nhà thôi, nên các bác có thể thấy là các chi tiết nhựa đấy, nó không bị bạc, không bị xước sát trong quá trình sử dụng. À, đúng ạ. Có những chiếc xe mà để phơi mưa phơi nắng ngoài trời thì các chị ta có thể thấy các chi tiết nhựa nó sẽ rất là dễ bị bạc. À, chiếc xe này còn được trang bị chúng ta với cốp đóng mở điện đây bằng một nút bấm thôi, thì các bác có thể thấy cốp sau của xe thì nó sẽ tự động nâng lên nhá. Và đây ạ, các anh chị ta chúng sẽ có một khoang cốp thực sự rất là rộng để các chúng ta thể tha hồ để đồ, vali, hành lý những chuyến đi của mình. Và độ zin của xe thì đây, các chị nhìn cho em những cái vệt đinh tán của nó này, nguyên bản hết nhá, từng ốc này các bác thấy giúp em không một vi phạm, được chưa ạ? Kể cả các chi tiết nhựa ở trong cái lòng cốp thì các bác có thể thấy này, người ta đi người ta giữ rất là sạch đẹp, không để lại nhiều về sức sát. Đây chúng ta có đèn cốp cũng như là có cổng cắm sạc 12V nhá. Đấy, bên này các anh chị chúng ta có thể quan sát giúp em này. Đấy, những vệt đinh tán của nó này. À, bác nào là thợ thì có lẽ là các chị em quay như này các bác có thể là đánh giá được chất lượng xe ngay. À, phía dưới thì đây, chúng ta có đồ đạc, kích thay thế và lốp dự phòng nhé. Lốp dự phòng thì gai rất là dày này. Đấy, quan trọng là cái tôn sắt xi các bác có thể thấy nó không có những cái vết han mục theo thời gian. Đúng không ạ? Đây bên này cũng thế nhá, nó không có vết gò nắn. Đấy, để đảm bảo chất lượng chiếc xe. À, chúng ta còn có cho em cửa sổ trời toàn cảnh panorama này. Rất nhiều tính năng công nghệ này, các chi tiết phần trần các bác có thể thấy là người ta giữ cũng rất là sạch đẹp, đúng không ạ? Giữ rất là sạch đẹp và cốp đóng mở điện này. Đấy, bằng một nút bấm thôi. Các anh chị chúng ta có thể thấy là nó sẽ tự động hạ xuống rất êm ái và nhẹ nhàng. Đây, và quay tiếp cho các anh chị chúng ta cái đèn hậu bên phía phụ này. Đấy, con này phải nói là xuất sắc luôn về chất lượng anh chị nhá. Anh chị nào cảm thấy lăn tăn thì các bác có thể là đem ra chính hãng check test hoặc là các anh chị chúng ta nhờ thợ thuyền tới kiểm tra xe của em Việt trước khi chúng ta giao dịch. Các anh chị nhìn cho em cái chi tiết này. Đấy, đèn láy luôn. À, chiếc xe này được trang bị với bộ la răng phay kích thước 18 inch, thiết kế rất đẹp mắt, đúng không ạ? À, con này là 4 phanh đĩa đều hỗ trợ ABS anh chị nhá. Được chưa ạ? Và đây ạ, cái chi tiết này, tay nắm cửa này, mạ chrome này. À, những đường mép cánh các bác thấy là rất liền lạc. Toàn bộ viền chân kính thì đều nẹp chrome anh chị nhá. Chúng ta còn có cả bậc cửa lên xuống nữa này. Đây các anh chị có thể ngắm tổng thể, cái màu nâu này chắc là hợp với bác mệnh thổ rồi. À, form dáng thiết kế rất đẹp, đúng không ạ? Và ngoại hình trẻ trung, năng động, thể thao. Mà như em nói thì chiếc xe này trang bị rất là nhiều tính năng công nghệ. Đây ạ, chúng ta thấy cho em này. Đấy, xi nhan được tích hợp trên gương nhá. Hai cửa trước thì các anh chị chúng ta sẽ có cho em thêm cái nút cảm biến khóa mở cửa. Đấy, xe được sử dụng là chìa khóa thông minh để nổ start stop. Đây các anh chị nhìn đường mép của nó này. Đấy, đăng kiểm thì đến tháng 7 năm 2025 nhá. Con này đăng kiểm đến tháng 7 năm 2025. Vậy thì tiếp tục với cái phần thiết kế đầu xe này. Đây các bác có thể là đi ra phần đầu giúp em này. Đó, thì các bác có thể thấy là ở cái thế hệ này thì chiếc Tucson cũng có một cái phần đầu xe thiết kế rất hiện đại và trẻ trung. Mặt cảng ca lăng đặc trưng của thương hiệu Hyundai với các cái thanh nan chrome. Và theo thời gian thì các bác có thể thấy là nó vẫn còn sáng như mới tinh. Đấy, hệ thống đèn pha ở đây, các anh chị nhìn cho em này. Đấy, với bản này nó cũng được trang bị cho chúng ta tới hai bóng đèn bi siêu sáng. Một cái dải đèn LED định vị ban ngày kéo dài dọc theo lắp cabo.
và các chi tiết những đường gioăng, anh chị nhìn những đường mép của nó này, rất liền lạc đây ạ. Đấy, thẳng tắp như cái chỉ từ trên xuống dưới anh chị nhá. À, chúng ta có cả rửa đèn pha này, cái phần đèn gầm và đèn led ban ngày ở phía dưới, với các chi tiết được sơn nhựa bóng piano. Đấy, quan trọng là các bác nhìn cho em các chi tiết nhựa ở phần cản dưới này, nó vẫn còn đen láy đó, và form dáng không chê được. Cái màu này cũng rất đẹp anh chị nhá, màu này là màu nâu đồng. Đấy, nhìn chúng ta em quay giữa trời nắng này, các bác có thể thấy độ đẹp, độ chất của xe này. Đấy, các bác nhìn cho em cái đèn này. Đấy, những đường mép quay rất gân đây anh chị, chúng ta nhìn cho em. Đấy, đèn pha là không có một vết xước luôn, và hai bóng đèn bì này, đèn led định vị ban ngày. Đấy, quá yêu luôn đúng không ạ. Cái xe nhập, cái chất xe các bác có thể thấy là nó đi khác biệt so với cả xe lắp ráp. Đây các chị nhìn cho em la răng này, bốn cái la răng gần như không vết xước sát nhá. Đấy, xi nhan tích hợp trên gương. Vâng, vậy thì trên đây là tổng thể cái phần ngoại thất của chiếc Hyundai Tucson phiên bản nhập khẩu 2015 nhé. Và bây giờ để giúp anh chị ta đánh giá tình trạng chi tiết hơn thì em Việt sẽ quay cho anh chị ta cái phần nội thất trước khi chúng ta kiểm tra tới khoang động cơ của mẫu xe này. Vâng, về cái phần không gian nội thất bên trong của chiếc Hyundai Tucson thì các bác có thể thấy là chiếc xe nó mang tới cho chúng ta với một không gian nội thất rất là rộng rãi. Và đặc biệt là cái ưu điểm của chiếc xe Hàn và nhất là Hyundai thì nó mang tới chúng ta có lẽ là nhiều công nghệ, nhiều option nhất trong phân khúc xe 5 chỗ gầm cao ở thời điểm 2015. Nhưng đây, một chiếc xe đẹp xuất sắc, anh chị nhìn cho em này. Đấy, vô lăng bọc da là vô lăng zin nhé. Nhưng các chị nhìn cho em này, khóe vô lăng nó không quá mòn này, những phím bấm của nó vẫn còn rõ nét nhé, nghe thoại rảnh tay. Bên này các chúng ta có tính năng là ga tự động Cruise Control, được chưa ạ? Đây, cái khóe vô lăng bên này các bác có thể nhìn cho em này. Đấy, ở đây chúng ta sẽ có các chi tiết cửa gió điều hòa họ sơn màu ghi nhé. Đấy, chúng ta có cân bằng từ chống trượt này, mở cốp điện này, các chi tiết hai tông màu kem và đen để tạo điểm nhấn. Nhưng các bác có thể thấy là các chi tiết nhựa bên trong cái nội thất người ta đi, người ta giữ gìn nó không bị để lại quá nhiều những vết xước sát. Nội thất thì cũng được trang bị với ghế da màu ghi, đây là ghế da zin, đục lỗ thông hơi ở giữa này. Đấy, con này thì đặc biệt là chúng ta thấy là nó còn được trang bị cho các chúng ta với hai ghế trước đều chỉnh điện, các bác nhé, hai ghế trước chỉnh điện này. Đó, ở đây thì các anh chị chúng ta để thấy là khu vực cần số thì được bọc da này, các bác có phanh tay điện tử nhé, auto hold, chế độ lái thì chúng ta có 3 chế độ lái, hệ thống điều hòa thì được trang bị là điều hòa auto này, em nổ máy thử cho anh chị chúng ta nghe này. Đây, đấy, các bác nhìn cụm đồng hồ hiển thị 9.3 zin nhé. Được chưa ạ? À, một cái màn hình Android này. Đấy, cái này thì cam lùi đặc biệt là nó sẽ tích hợp ở trên cái gương trợ chống chói này, và các bác thấy rất là rõ nét. Đấy, camera hành trình cũng có luôn này. Được chưa ạ? Hệ thống điều hòa của xe thì nó được trang bị là hai vùng nhé, có tính năng lọc không khí clean air. Các bác có thể thấy cái chi tiết nhựa nó rất là mới, không bị để lại nhiều vết xước sát, có đề nổ start stop. Được chưa ạ? Đấy, rất ok này. Và quan trọng là cái phần cửa sổ trời toàn cảnh panorama. Thì trong những cái ngày đẹp trời như này, các chị em ta có thể là mở ra để có thể là hít thở khí trời cũng như là ngắm bầu trời nhá. Đấy, ghế này các bác nhìn này, cái zin cái bảng của nó đẹp như này, dạ. Và đây ạ, từng con ốc các anh chị có thể thấy giúp em nhé. Đấy, nguyên zin nguyên bản, keo chỉ zin hết. Đấy, còn này thì các bác có thể thấy tapi cánh cửa thì đây, họ kết hợp giữa hai tông màu kem và đen. Đấy, sẽ được trang bị một kính auto này, các bác nhìn giúp em cái phím bấm của nó theo thời gian mà nó vẫn còn nét căng như này. Đấy, tay nắm cửa màu ghi bạc, được chưa ạ? Và đây ạ, đấy, từng con ốc này, tem mác này. Đấy, các anh chị nhìn giúp em nhé, tem mác đầy đủ hết này. Cái dòng nhập khẩu này, đây kể cả cái nhựa này, các bác nhìn nó còn đen láy luôn này, bật cửa lên xuống này, người ta đi người ta không để lại về xước sát. Đó, quá ok luôn. Vâng, thực sự là với cái tầm tiền hơn 500 thì để mà nói về dòng xe gầm cao thì chiếc Hyundai Tucson này vẫn là một cái lựa chọn rất đáng tiền, đúng không ạ? Đây, với cái hàng ghế thứ hai thì các bác có thể thấy cái độ rộng rãi mà không gian chiếc xe này mang tới cho các anh chị nhá. Hàng ghế sau là các anh chị ta ngồi thoải mái 3 người lớn. Đấy, phía sau là chúng ta có cả cửa gió điều hòa này. Đấy, các chi tiết phần lưng ghế trước các bác có thể nhìn cho em này, rất là sạch đẹp này. Đấy, cửa sổ trời nhé, túi khí cũng được bố trí ở khá là nhiều vị trí đấy. Đây ạ, các chi tiết bản lề đây, các bác nhìn cho em này, nguyên zin nguyên bản, nguyên zin nguyên bản. Tapi cánh cửa thì đây, các bác có thể thấy là kết hợp giữa màu đen và màu kem này. Đấy, keo chỉ zin hết nhé. Đây ạ, đó, các bác thấy ok chưa? Và tiếp tục thì đây, quay cho các chị chúng ta với cái nội thất này. Đấy, các chi tiết các bác có thể thấy giúp em đây, cực yêu luôn. Ghế này căng đét luôn, rất là ok nhá. Đây, bên này cũng vậy này, đó, xuất sắc luôn. Ghế phụ cũng chỉnh điện nhá, rất nhiều tính năng công nghệ trên chiếc xe gầm cao này. Đấy, mà dòng này đi rất là chắc chắn, khả năng cách âm tốt mà form dáng loại đẹp. Đây, tắp lô thì gần như các bác thấy nó không vết xước luôn, đúng không ạ? Rất đẹp. Đấy, màu này nó cũng khá là màu đẹp mắt. Đây, các anh chị nhìn xem cả cái bậc lên xuống của nó này, nhựa này, quá yêu luôn. Vâng, vậy thì đó là cái phần nội thất và ngoại thất của chiếc xe nhé. Và bây giờ để giúp anh chị chúng ta đánh giá cái tình trạng chi tiết hơn thì em Việt sẽ quay cho anh chị ta với cái phần động cơ.
Vâng, về phần động cơ của chiếc Hyundai Tucson thì chiếc xe này ở phiên bản này thì được trang bị động cơ máy xăng 2.0 các anh chị nhá. Còn đây là máy số thì các bác có thể thấy này, nguyên zin như bản từng lốp nhá. Đấy, bao zin được keo dàn cò, được chưa ạ? Đấy, các bác có thể thấy máy đây. Ốc cabo thì đây, cũng không một tí vết luôn. Này, vẫn còn tem này. Đấy, và đây ạ, từ cái nỉ cái ầm các bác có thể thấy là vẫn còn mới như này cơ mà. Đấy, xe người ta đi rất giữ gìn cẩn thận đây các anh chị, nhìn xem cả ốc bên này nữa này. Đấy, nguyên zin nguyên bản. Nguyên zin nguyên bản toàn tập cho anh chị từ A đến Z với chiếc xe. Vâng, vậy thì trên đây là chất lượng chi tiết của mẫu Hyundai Tucson phiên bản đặc biệt 2.0 ATH đời 2015 nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn. Và con số mà em Việt đang chào bán ra để quý chị em ta có thể là sở hữu cho em chiếc xe gầm cao tuyệt đẹp này với mức giá là có 575 triệu đồng thôi. Quý anh chị làm ta yêu mình mà quan tâm thì xin mời các bác chúng ta hãy trực tiếp nhấc máy và liên hệ cho em Việt nhé. Theo số hotline là 0947598859. Hoặc là các bác có thể là ghé qua trực tiếp showroom bên em để xem xe, lái thử cũng là cảm nhận chất lượng chiếc xe này. Để có thể là đánh giá tình trạng chi tiết chiếc xe ra sao sau quãng thời gian sử dụng được không ạ? Vậy thì một lần nữa rất là cảm ơn quý anh chị nhà mình đã cùng dành chút thời gian theo dõi buổi giới thiệu xe ngày hôm nay. Chúc anh chị một ngày mới thật vui vẻ nhé. Và nhớ ấn vào nút đăng ký kênh để cập nhật sản phẩm mới về tại kênh YouTube Việt Xe Chất.